Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 2 năm 2021. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp. Hàng đang chuẩn bị hoa mùa nụ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị lô Long Tu Xuân. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Hàng Long Tu Xuân mùa này thì hiện tại là đã đang bật những cái mầm, bật những cái nụ như vậy rồi cô chú anh chị này. Đó. Đầu là đang chìm thì bây giờ là đang bắt đầu là bật hết những cái mầm nụ như vậy rồi. Một thời gian ngắn ngắn nữa thôi là cô chú anh chị được ngắm hoa nhé. Dễ thuần dễ chăm. Em bán 220.000 cho 1 kg Long Tu Xuân ạ. Và bên này đây là dòng lan dáng hương đuôi sắp. Cái lô dáng hương đuôi sắc 100% là cây lá xếp. Cây nhỡ nhỡ to, nói chung là lô hàng về rất là đẹp. Và hàng đuôi sắc mùa này là cũng chuẩn bị là đến mùa nụ mùa hoa luôn rồi ạ. Dáng hương đuôi sắc thì em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sắc của chú anh chị nhá. Cây hàng tươi rói rói rất là đẹp luôn. Hàng rừng thì nói là tươi nhưng mà không có nghĩa là khi mà vận chuyển đến là cô chú anh chị không thấy có hiện tượng là mất nước nhé. Hàng rất là tươi và rất là đẹp. 130.000 trong 1 kg dáng hương đuôi sắp ạ. Và bên này đây là dòng lan nhất điểm hoàng. Hàng đang nụ này. 80.000 trong 1 kg nhất điểm hoàng ạ. Và bên này là dòng lan hoàng thảo lụa vàng. Hoàng thảo lụa vàng ạ. Lụa vàng thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Đó, và mầm gốc hiện tại đang bắt đầu là bật mầm gốc nhé. Lụa vàng em bán 220.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng long tu đá. Long tu đá em xin phép được bán với giá là 110.000 cho 1 kg long tu đá. 1 kg cô chú anh chị được rất là nhiều luôn. Cây hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ nhỏ rồi. Và bên này là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua nhé. Với hoa vàng và cái môi tua rất là độc đáo luôn. Tiếp sang bên này là em có cái lô đùi gà. Đùi gà lô này thì đây là đùi gà tròn này cô chú anh chị này. Đó, đùi gà tròn. Hàng này thì nói chung là nó hơi ít lá. Hơi ít lá. Nhờ làm giống thì vẫn đảm bảo, bình thường em bán 200, thì hôm nay em sẽ để giá là 150.000 cho 1 kg. Về còn những thân hoa thì cô chú anh chị đừng ngắm hoa và có thể làm giống luôn ạ. Sang bên này thì em có lô tóc tiên. Một cái lô tóc tiên này rất là nhiều luôn này. Em bán 80.000 to cho lô tóc tiên này nhá. Và bên này là cái lô hoàng thảo hương vani của vùng Cao Bằng ạ. Hoa màu hồng và rất là thơm. Thơm mùi hương vani. Lô hương vani này em bán 60.000 cho lô hoàng thảo hương vani này. Và bên này là một cái phần kim điệp xuân này. Hàng đang nụ rồi đấy ạ. Đấy. Và một ít kiều vàng này. Và một ít cái một dề bạch ngọc đuôi công rất là xinh luôn này. À, một dề bạch ngọc đuôi công rất là đẹp luôn. Cái combo này em bán với giá là 60.000 cho cái combo này nhá. Và bên này là dòng lan hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình cây dài và rất là lớn. Và với những cái cây mỗi một giả hành như vậy thì có thể cho những cái chùm hoa vàng đậm đà rất là đẹp. Hoàng thảo Thái Bình nhá, hàng dài lắm của chú anh chị này, rất là dài. Hoàng thảo Thái Bình em bán 100.000 cho 1 kg thôi ạ. Và bên này là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo đây. Em bán là 180.000 cho 1 kg, rất là nhiều cây. Nói chung là hàng này em bán xô to nhỏ thì cô chú anh chị mới 1 kg thì nó sẽ rơi vào trên 10 cây cho 1 kg nhé. Và đặc biệt đây là lô hoàng thảo kèn. Hàng đang chi chít là nụ luôn. Về cô chú anh chị tầm mùa này, nếu như cô chú anh chị mà muốn được ngắm hoàng thảo kèn hoặc là muốn sưu tầm hoàng thảo kèn thì cô chú anh chị đừng bỏ qua cái cơ thời gian này. Bây giờ mầm đang lên nhé, nếu như cái thời điểm mà mầm nó xanh mướt thì cô chú anh chị không nên mua. Còn bây giờ là nó đang lên mầm như vậy này, cô chú anh chị có thể lấy và hàng đang nụ nhé, về được ngắm hoa luôn, nó chi chít là nụ luôn. Hàng 100% thân hoa nhé. Một số cây đang hàng thì tầm mùa này cô chú anh chị là lấy là nó sẽ rất là chuẩn kèn luôn. Đó. Với hạng tím đậm đà.
Hoàng thảo kèn em xin phép được bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Em bán từ 0,2 kg để cô chú anh chị có thể sưu tầm ngắm hoa và làm giống. Và tiếp sang bên này sẽ là những cái chậu giả hạc Di Linh Xuân. Dòng hàng mà bình thường là hoa sẽ nở vào thời điểm Tết nhé. Và đây là được cây hàng gieo hạt được từ những cái cây Di Linh Xuân có mặt hoa rất là đẹp luôn. Và tầm bây giờ cũng là cái mùa để cô chú anh chị có thể sang chậu để nó chăm mầm từ cái thời điểm bây giờ. Một cái chậu như thế này sẽ có một thân dài từ trên 15 cm trở lên, mập khỏe đẹp. Và cây như vậy thì chắc chắn là đến mùa mới là nó sẽ phải dài từ 30-40 cm trở lên rồi. Em bán một chậu như thế này với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi. Và bên này là hôm nay em lại cập bến mới cái lô kiếm, cô chú anh chị nhé. Đây là dòng kiếm hàng gieo hạt tại Việt Nam từ những cây giống đột biến rất là quý của rừng Việt Nam. Mà cái giá trị của nó nếu như cô chú anh chị mua cái hàng mà người ta gọi là tách thân ấy, tách từ thân mẹ ấy, thì giá phải nói là cực kỳ là cao. Rất là cao luôn. Đó, nên là và cái hàng này thì em mua với cái nhà vườn mà nó chuẩn giống, được lấy hạt từ cây giống chuẩn của rừng Việt Nam, đột biến từ rừng Việt Nam để mà gieo hạt cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nhìn có thể phân biệt được cái hàng Việt Nam với cả hàng Thái. Hàng này thì hoàn toàn 100% là từ cái vỏ thông này. Và cái chậu thì được đựng bằng cái chậu cốc uống nước nhé. Còn hàng Thái thì nó sẽ trồng bằng cái sơ dừa cô chú anh chị ạ. Đó. Và trồng trong cái điều kiện cũng rất là tự nhiên, tức là trồng hoàn toàn bên ngoài trời. Nên cô chú anh chị về trồng chăm sóc thì rất là dễ. Và một cây kiếm như vậy thì ở đây em có trước tiên, đây là chậu này là chậu kiếm Hoàng Long. Kiếm Hoàng Long cây lá to. Khỏe khoắn mà rất là đẹp luôn. Chậu kiếm Hoàng Long này em bán 80.000 cho một chậu nhá. Và bên này là kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế thì có phần là nhỏ hơn một xíu. Bản lá nó không được to như là kiếm Hoàng Long. Đó, nhưng có phần nhỏ hơn một xíu. Xanh Huế em bán cũng 80.000 cho một chậu này. Và bên này là dòng lan kiếm Phan Chí. Kiếm Phan Chí hàng này thì em thấy là bản lá ngắn rất là xinh. Đó, cây khỏe đẹp bản lá ngắn rất là xinh luôn như thế này. Đó, trồng vào những cái cốc khá là to. Em bán với giá kiếm Phan Chí là 85.000 cho một chậu kiếm Phan Chí cô chú anh chị nhé. Và sang bên này thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em, hôm nay em vừa cập bến cái lô cắt lai A. Dòng lan cắt một lá 100% là đang hoa hoặc là đang nụ, đa số là đang nụ cô chú anh chị nhé. Nó có rất là nhiều màu sắc này, rất là nhiều màu sắc. Thứ nhất là cái màu gì đây nhỉ, cái màu xanh có màu xanh này, cái màu này là không biết là màu gì đây nhỉ. Màu trắng tím cô chú anh chị này, màu trắng tím cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là đẹp luôn, trắng tím pha vàng quá là đẹp luôn. Hàng tất cả đều đang hoa và đang nụ nhá. Và màu vàng rất là độc đáo luôn. Đó, cũng đang hoa này, hoa thơm nước mũi, bông hoa đại và rất là to đấy cô chú anh chị này. Độ to của nó là trên 10 cm luôn cô chú anh chị nhá. Và có thêm cả màu vàng này, màu vàng nhá, màu vàng này, màu xanh, màu vàng và màu trắng tím. Đó, có 3 màu sắc như vậy đấy ạ. Em bán mỗi một chậu như thế này rất là khỏe luôn. Cây rất là khỏe, rất là tươi. Em bán một chậu như vậy với giá là 130.000 cho một chậu cắt lea dòng lan cắt một lá và hàng đang nụ đang hoa nhá. Đang nụ đang hoa cô chú anh chị nhá. Đó. Và tiếp sang bên này sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên này cô chú anh chị này. Cái chậu sơn thủy tiên xanh mướt mắt luôn, hàng đã trồng thuần trong chậu rất là lâu rồi nhá. Và bây giờ thì những cái chậu này thì một số cây là đang bắt đầu là nhú nụ rồi, một số cây thì chưa, một số chậu thì bắt đầu nhú nụ. Đây cô chú anh chị nhìn này, ví dụ như cái chậu này. Chậu này thì em thấy là đang nhú nụ rồi và một giả hành như thế này thì nó nhú đến hai cái vòi nụ luôn đây cô chú anh chị này. Đó. Có những cái chậu mà nó ra nụ nhanh ấy thì bây giờ mới đang bắt đầu là nhú nụ thôi. Cái chậu sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp luôn, xanh đẹp như vậy đấy ạ, nhiều giả hành. Em bán với giá là 240.000 cho một chậu sơn thủy tiên nhé. Còn tiếp sang bên này là dòng lan Hoàng Phi Hạc, dễ thuần dễ chăm, hàng này thì cũng đang nụ rồi. Hàng này cũng đang nụ hết cô chú anh chị nhá. Này. Những cái thân mà không có lá ấy, thì nó đang bắt đầu là nhú nụ này cô chú anh chị này. Và những cái thân xanh mướt như vậy này đang còn lá thì những thân như vậy là sang năm nó sẽ được cô chú anh chị sẽ được chơi hoa ở mùa sang năm nhá. Giả hành to bự rất là khỏe khoắn luôn. Một chậu Hoàng Phi Hạc như thế này này. Đó, có những cây thì nụ rất là lớn rồi đấy ạ. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu Hoàng Phi Hạc. Và tiếp sang bên này đây. Tiếp sang bên này đây là những cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa cô chú anh chị nhé. Cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa ạ. Tùy theo từng chậu, những cái chậu mà thân ngắn ấy, giả hạc Hawaii tím xưa thì hoa rất là to.
Tùy theo độ ngắn dài thì mỗi một chậu có thể rơi vào khoảng tầm 5, 4 cho đến 6 thân ngắn dài. Đó, cây khỏe khoắn và đẹp. Cây khỏe khoắn và đẹp nhé, cô chú anh chị nhé. Một chậu như vậy em bán với giá là 180.000 cho một chậu. 180.000 cho một chậu giả hạc Hawaii nhé. Hawaii trắng hoặc là tím, nhưng mà đa số hàng này là hàng tím. Hawaii tím xưa ạ. Trắng tím xưa. À, bên này sẽ là những cái chậu giả hạc Hawaii khủng hơn. Những cái chậu giả Hawaii rất là khủng này thì em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Hoa thì phải nói là siêu siêu là thơm luôn, dòng giả hạc Hawaii tím xưa này. Đây này, bông hoa rất là to khủng mà cực kỳ là thơm. Rất là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, như cái cây này này, cô chú anh chị này, nhìn cái dàn nụ của nó. Nhìn ngắm cái dàn nụ không đã quá là mê mẩn luôn rồi đấy ạ. Một số cây thì, một số chậu thì hiện tại là đang có nụ. Một số cây thì đang có hoa. Thì ở đây em có chậu này, có em gọi là chậu số 1 này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Chậu số 1 rất là sum xuê như thế này cô chú anh chị nhé. Rất là sum xuê ạ. Và một số cây thì đang bắt đầu là sưng, bắt đầu là đây, chuẩn bị sưng mắt nụ thôi. Đây này. Chậu này thì em thấy là chưa có cây nào là nhú hẳn nụ ra nhá. Đấy, đang bắt đầu là chuẩn bị có hiện tượng là sưng nụ thôi. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 400.000 cho cái chậu số 1, là hình số 1. Đó, với 400.000 cô chú anh chị được một cái giò giả hạc Hawaii rất là khủng. Mà cái giò này khi mà cô chú anh chị chăm đến sang năm nó sẽ dài mượt mà, và có một cái giò Hawaii phải nó khủng để mà ngắm hoa trong mùa tới nhá. Giò số 2 này. Giò số 2 với giá là 380.000 cũng quá là nhiều thân. Cũng rất là nhiều thân. Đấy, chậu này thì em cũng dạ. Rất là nhiều thân như thế này nhá. 380 cho giò số 2, giò số 3. Giò số 3 thì cũng rất là sum xuê và em thấy là đang có vài thân là nhú nụ khá là lớn rồi. Đó, đây này. 3 thân em thấy là nhú nụ khá lớn, còn có rất là nhiều thân này chưa có nụ. Cái chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 420.000 cho cái chậu số 3. Và chậu tiếp theo là chậu số 4 này. Chậu số 4 này cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn. 2, 4 thân dài và thêm rất nhiều thân ngắn, vài thân ngắn bên dưới nữa. Chậu này này, chậu này em xin phép bán 380.000. Và tiếp theo là chậu số 5. Chậu số 5 là 3 thân dài nhá, và thêm nhiều thân ngắn ở đây này. Mầm lên chi chít là mầm luôn cô chú anh chị này. Đó, này cô chú anh chị này. Lên rất là nhiều mầm luôn. Nụ thì to đùng luôn, chuẩn Hawaii tím luôn. Thì chậu này em bán với giá là 400.000. Rồi tiếp theo là chậu số 6. Chậu số 6 này em bán 380.000 này. Đang cũng đang có vài thân đang nụ nhá. Đang có 3 thân nụ này. Nụ này, cây này thì nụ to đùng nói chung là. Em bán giò này với giá 380 này. Tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 đây cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Cũng rất là nhiều thân luôn ạ. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều đầu ngọn như thế này này. Chậu này em xin phép được bán với giá 400.000 ạ. 400.000. Và tiếp theo là chậu số 8. Chậu số 8 này em bán 380.000. 380.000 cho chậu số 8 đây. Và chậu số 9. Chậu số 9 nhá, cây rất là mập khỏe luôn. Một số cây thì cũng đang bắt đầu là ôi cái cây này thì có nhú nụ rồi đấy. Đang nhú một vài nụ đấy. Nhưng mà vận chuyển thì nó cũng nhấc lên nhấc xuống thì nó cũng bị chảy xước một chút xíu. Có nhiều thân chưa nụ. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là hình số 9 này là 390.000. 390.000 cho hình số 9. Hình số 9 đây nhá. Tiếp đây sẽ là hình số 10. Hình số 10 này, thân rất là dài đẹp luôn. Cây cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ thôi. Chậu số 10 này em bán với giá là chậu số 10 này thì thân đẹp lắm, cũng đang lên mầm rồi cô chú anh chị này, mầm gốc rồi. Tuy nhiên thì em thấy là có cái thân này nó bị gập ở đây này, nhưng mà nó vẫn lên mầm gốc ở trong hoa bình thường thôi nhá. Ở cái chậu này em bán 350.000 cho chậu này này. Nó hơi gập, nó gập ở đây một tí tại vì là cái thân này nó dài ấy. Là chỉ cần nhấc lên nhấc xuống nhiều lần là nó sẽ bị gập ở đây này. Nhưng mà nó đang lên mầm rất là đẹp rồi ạ. Và cũng sẽ cho hoa bình thường. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 này em bán 380 này. Hình số 12 này. Số 12. Số 12 này. Đây cô chú anh chị nhìn cho em rất là sum xuê, rất là đẹp.
Chậu số 12 này thì em bán với giá là 360. 360 tại vì cái chậu này cũng có 1 2 thân này đang bị gập ở đây một xíu. Rất là sum suê luôn. Cái chậu này quá sum suê đẹp, nó gập. Nhưng mà bình thường cô chú anh chị biết là người ta có thể cắt thân già để ươm kỳ đúng không ạ? Nên là cái gập này không có ăn thua gì, không có làm sao hết. Tiếp theo là chậu số 13. 320.000, 320.000 bởi vì là hàng này thì có tất cả là 4 thân đấy. Mầm gốc cũng đang lên rồi ạ. Nhưng mà cái thân này thì nó bị gãy này. Gãy mất một thân này, thực ra thì em cắt đi cũng được, không có sao. Em bán 320.000 cho giò này. Tiếp theo đây sẽ là dòng đùi gà. Đây là đùi gà dẹt cô chú anh chị nhé. Cái giò đùi gà dẹt số 14. Giò đùi gà dẹt số 14 thì ở đây, đây những cái mầm xanh này cô chú anh chị thấy là nó sẽ là mầm tơ để sang năm cô chú anh chị được ngắm hoa nhé. Một số cái thân rụng lá này này thì nó đang có nụ này. Đang có nụ này. Thì ở đây giò này em thấy là đang có một thân có nụ thôi. Đấy, nhưng mà nó lại có rất là nhiều thân tơ để cô chú anh chị được ngắm hoa sang năm. Về cô chú anh chị chỉ việc treo và ngắm hoa thôi. Em bán 160.000 thôi, hình 14. Hình 15 ạ. Hình 15 đây nhá. Hình 15 đây thì em thấy là có một hai nhánh này là đang có một ít nụ như vậy này. Đó. Và những cái thân tơ này, em bán giò này với giá là 150.000. Hình tiếp theo, hình số 16 này. Rất là nhiều nhiều thân tơ và cũng đang có những cái thân có hoa để cô chú anh chị có thể ngắm mặt biết mặt hoa thôi. Cũng ít nụ thôi cô chú anh chị nhá. Cái giò này em bán với giá là 160 này. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này. Hình số 17 đây cũng đang có 3 thân hoa đây ạ. 3 thân đang có nụ này. Cái giò này em bán với giá 160.000. Sang bên này sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ của chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ này bình thường là sẽ nở hoa vào thời điểm Tết. Tuy nhiên thì những giò này ấy, trước đây em bán một số giò trước Tết em bán ấy thì nhiều cô chú anh chị đã được thưởng thức hoa Tết rồi. Đấy, còn lô này ấy thì nó nở hơi muộn một xíu nên là bây giờ nó đang nụ như vậy đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là chơi hoa vào đầu xuân, cái trầm rồng đỏ vào đầu xuân cũng sẽ rất là tuyệt vời, rất là may mắn. Cái giò trầm rồng đỏ này, hàng này không chỉ cô chú anh chị chơi hoa rất là tuyệt vời mà còn nhân giống rất là dễ nữa cô chú anh chị nhá. Những cái sau khi cô chú anh chị chơi hoa xong mình có thể cắt thân già này này để mà nhân ki. Đó, em thấy là một số cây đã chuẩn bị là lên ki dễ đến nơi rồi này. Trên này là nụ và dưới này là ki này. Và mỗi một ki năm đầu thôi nó cũng đã dài 30 cm, 20-30 cm rồi, rất là khỏe luôn. Đó, em có cái chậu này là chậu số 18 nhá. Em bán chậu này với giá là 130.000, 130.000 đấy cô chú anh chị nhá. Và chậu số 19 này. Trầm rồng đỏ số 19 cũng 130.000 ạ. 130.000. Đấy, hai chậu, mấy chậu này em thấy là chưa thấy có mầm gốc cô chú anh chị nhá. Nụ thì đang nhiều. Đó, và cũng có thể là đang có đang phần dưới này thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều ki ở đây. Đây. Đó cô chú anh chị này. Ki hoặc là nụ ở bên dưới này. Cái hình này em bán với giá 130.000, hình số 20, hình số 21 này. Hình số 21 chậu một thân ạ. Đây rất là nù rụt đẹp luôn. Chậu này em bán với giá là 130.000. 130.000, em dám khẳng định rằng về cô chú anh chị chơi hoa xong rồi nhân giống thì sẽ rất là kinh tế luôn. Cái chậu này, em bán với giá là nụ rất là đều luôn. Cái chậu này là chậu số 22, em bán 140.000 nhá. Chậu số 23 em bán 150.000. Chậu này em thấy là mầm gốc lên khá cao rồi đấy. Và chậu tiếp theo là chậu số 24 này. Đó, một thân. Có một dín ở đây nữa này. Có một con ở đây nữa. Cái chậu này em bán với giá là 140.000 cho chậu số 24. Chậu số 25 chậu này có đến 4 thân luôn. Nhá. 4 thân đang nụ luôn này cô chú anh chị này. Chậu này rất là xinh, như vậy em bán 500.000. 500.000 cho chậu này, chậu số 26. 130.000 cho chậu này. Đó, chậu này nụ còn hơi nhỏ này. Đang bắt đầu là nhú thôi, nứt nụ thôi. Mới bắt đầu chồi ra thôi. Chậu tiếp theo chậu 27 này. Hai thân nhá. Một thân này thì đang bắt đầu là chuẩn bị nứt nụ, còn thân này thì nó đang nụ lớn như vậy rồi. Đó, và mầm gốc cũng đang lên. Đây này, mầm gốc đang lên rất là khỏe luôn. Hình này em bán với giá là 300.000 ạ. Hình số 28 này, một chậu, một thân hoa và một mầm gốc khỏe này. Chậu này em bán với giá là 150.000. Chậu số 29. Đây này cô chú anh chị này, mầm gốc này và đây cô chú anh chị nhìn này, cả ki lên luôn này. Đó. Đang nụ như vậy nữa nhá. Cái chậu này em xin phép được bán với giá 150.000. Chậu tiếp theo chậu số 13. Chậu số 30. Chậu này em bán 130.000 đây, nụ này và rất nhiều ki. Và những cái ki này cô chú anh chị về mà ươm cắt ra nhân đến đến tầm
Một dạng nữa đến tầm cuối năm nhé, cô chú anh chị chắc chắn sẽ có những cái key rất là cao và rất là đẹp luôn. Chậu tiếp theo, chậu số 31 là 160 này. Chậu này hai mầm gốc. Chậu này hai mầm gốc này. Rất là đẹp. Chậu tiếp theo là chậu số 32. Chậu này em bán 130.000, 130.000 cho chậu này. Một thân hoa đây ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 33. Chậu số 33 này, em bán 130.000 cho chậu này, nụ cũng rất là đều luôn. Và chậu tiếp theo là chậu số 34, cũng 130.000. Em thấy là đây cũng đã nhú hẳn ki này. Trên này là nụ nhá, dưới này là ki luôn này. Sẽ có rất là nhiều ki. Tiếp theo là chậu số 35. Chậu số 35 này đang nụ này. Đang mầm gốc to đùng này, cô chú anh chị này. Và chậu này em bán với giá bao nhiêu nhỉ? 180.000. Chậu tiếp theo là chậu số 36. 36 này này. Đấy, một thân đang nụ này, cái thân này to đùng này, đang mầm hai mầm gốc rất là khỏe luôn này. Cái chậu này em xin phép được bán với giá 180.000. Tiếp theo là hình dáng hương đuôi cáo 37 nhá. Dáng hương đuôi cáo thì em có bán cả kg, 180, 100 cân, hoặc cô chú anh chị có thể chọn hàng hình này cho em này. Hình 37 này có 11 cây, em bán 150.000. Đó, cáo cũng chuẩn bị đến mùa hoa nhá. Hình tiếp theo, hình 38, 150.000 cho hình này, có đến 13 cây. 13 cây, có những cây lá xếp, lá tím rất là xinh. Hình tiếp theo, hình 39, 180.000, có 8 cây ạ. 8 cây nhá, cây khá lớn nhá. Hình số 40, với giá 180.000, có 8 cây. Hình số 41 này, 9 cây, 160.000, 160.000. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái đặc sản của vùng Cao Bằng. Trước tiên là miến rong của vùng Phe Đén. Phe Đén nguyên bình, cô chú anh chị nhá. Cái vùng miền mà rất là phù hợp với cây miến rong này. Không sử dụng chất bảo quản cũng như là chất tẩy trắng, cô chú anh chị nhé. Rất là sạch luôn. Em bán một cái gói miến rong như vậy với giá là 130.000. Và 1 kg đấy ạ. Và cái này này là sim khô với giá là 100.000 cho 1 kg. Táo mèo khô nhé, với giá là 100.000 cho một túi táo mèo khô 1 kg này. 3 kích khô với giá 450.000 cho 1 kg này. Hoàng tinh với giá là 200.000 cho 1 kg. Hà thủ ô đỏ với giá là 300.000 cho 1 kg. Và đây là cái trà sân mật hồng sâm nhé, uống rất là tốt cho sức khỏe. Mà cây này, những cái trà sân mật này thì nó có rất là nhiều hoa. Cái hàng bên em thì rất là nhiều hoa. Em bán với giá là 90.000. À 80.000 chứ, 80.000 cho một gói trà sân mật này. Và ở đây là tầm gửi cây gạo đỏ giá 210.000, tầm gửi cây chanh 230.000, tầm gửi cây nghiến với giá là 190.000, nấm ngọc cẩu 300.000, dâm dương hoắc với giá là 150.000 và chè già khổ lam 60.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Cả một cái hộp như vậy thì có 20 cái hộp nhỏ bên trong này, em bán 220.000. Và có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Mỹ Tiến, keo liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ này. Liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ này. Cắp tan đặc trị thối nhũn sử dụng rất là tuyệt vời với giá là 30.000 cho một 35.000 cho một lọ này. Ba loại phân bón lá NPK dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Và em có cái loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, loại này kích ra hoa, em có loại, hiện tại em còn có loại kích ra hoa thôi. Em bán với giá là 30.000 cho một lọ nhá. Và cái phân sâu 100.000 cho một túi hộp phân sâu như vậy nhá. Phân bón dạng túi lọc này. Phân bón dạng túi lọc này thì em bán với giá là 35.000 cho một hộp, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và kích thích ra rễ cực mạnh luôn. 35.000 cho một hộp, có 20 túi lọc bên trong. Kim Kim Boom đặc trị thối nhũn 30.000 cho một 20.000 cho một gói như vậy. 25.000 cho một gói Kim Kim Boom. Và cái này là thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại ạ. À đâu, không, cái này là cái diệt ốc sên 20.000 cho một gói. Thuốc Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm từ thiên nhiên rất là hữu, phân bón vi sinh này rất là hữu hiệu, kháng nấm rất là hữu hiệu. Một gói như vậy với giá là 15.000, hoặc là một hộp này với khối lượng là 1 kg với giá là 130.000 cho một hộp nhé. Em có dây buộc lan. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Dây buộc lan.
dây buộc lan này với chiều dài là 100m nhé. Em bán một cuộn dây buộc lan như vậy với giá là 35.000 trong cuộn. Và cái kích kia Pro Mỹ với giá là 350.000 trong một lọ này. Rồi là cái thuốc sát khuẩn Rotin với giá là 180.000 trong một lọ. Duy xanh 50.000 trong một ống này, duy đỏ 60.000 trong một ống. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ này. Rồi thuốc trị rệp với giá 20.000 trong một gói và các loại sâu gây hại ạ. Và em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1kg nhé. Dê rừng 50.000 trong 1kg và sản phẩm tinh dầu hồi với giá là 40.000 trong một lọ, thể tích là 10ml. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em ạ.